một tràng cổ vũ cho các chú đội đi nào. Thank you.
rèn luyện thân thể, xây dựng quân đội, rèn luyện thân thể, bảo vệ tổ quốc. Các trung bộ đội sau khi bóng được xong thì là các trung bộ đội sẽ ra sân để tiến hành việc tập thể dục buổi sáng. Hai ba, hai tư, thôi.
lớp ba ba lớp ba ba chuyển sang bên này nhá, sau miếng này chạy xuống bên này gói như gói bánh nhớ chưa. Gọn gàng. Come on.
Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh YouTube Điệp Xa Lộ.